chào mọi người. Hôm nay thì DK lại có cơ hội để được làm đẹp cho một bạn khách hàng có rất là nhiều lượt theo dõi ở trên mạng xã hội. Và vai trò của bạn ấy thì là một MC. Đó, và hôm nay là bạn ấy đến DK để được trải nghiệm cái dịch vụ làm lông mày công nghệ Hair Shop. Thì không thì các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng làm quen với cả bạn Vi Hoàng nhé. Ok, hello, xin chào quý vị và các bạn. Mình là Vi Hoàng và hiện tại thì mình đã có mặt tại DK. Và đây là một ngày làm xong cái liệu trình làm lông mày của mình, đúng không ạ? Vi Hoàng là xóa lông mày và sau đấy là làm lông mày tại DK. Mình biết đến bạn là từ khi mà xem cái chương trình The Next MC 2017. Thời điểm đấy là bạn đã làm lông mày chưa nhỉ? Thời điểm đấy là mình chưa làm. Chưa làm. Mà phải là The Fair VBT 2020 thì mình làm. Thế có nghĩa là bạn đã từng làm lông mày nơi khác rồi đúng không? Đúng. Thì khi mà đến DK thì bạn có cái so sánh gì về cơ sở vật chất, về đội ngũ nhân viên nhà mình với những cơ sở mà bạn đã từng trải nghiệm không? Thật sự ra là khi mà đến DK thì có một cái điều mà mình ấn tượng nhất, đấy là dịch vụ. Về dịch vụ và về nhân viên là mình phải đánh giá 5 sao luôn cho các bạn. Các bạn rất là nhiệt tình, từ gọi là từ cái lúc mà liên hệ với mình, nhắn tin, rồi các bạn check care từ A đến Z cho đến khi mà mình tới đây và mình trải nghiệm hay là mình gặp gỡ các bạn, các bạn rất là thân thiện. Rất là thân thiện. À trẻ trung. Chết đấy. Thích quá đấy, vì nó nhịu đấy mọi người ạ. Không biết là đấy, trước khi mà bạn sử dụng dịch vụ ở DK thì bạn lo lắng nhất là điều gì? Thật ra thì mình đã có 2 lần làm lông mày rồi, nhưng mình đều bị hỏng. Nó không được vừa ý lắm. Lần đầu tiên là mình vẽ khung lông mày mất một tiếng chỉ để vẽ khung nhưng mình vẫn không hưng. Lần thứ hai là mực nó bị trồ đỏ và nó bị mất màu, tức là vừa bong ra phát mất màu luôn, là mất nét luôn cho đến tận bây giờ. À, vâng, với lông mày ban đầu của bạn Vi Hoàng, bạn vừa chia sẻ đấy ạ, là tình trạng mực của bạn ấy trước khi đến DK để xóa là mực bị chuyển sang màu đỏ. Thì nguyên nhân mà lông mày bị chuyển sang màu đỏ ấy ạ, đó là do trong thành phần mực của khách hàng ấy nó có những cái tạp chất, những cái loại kim loại, nên là theo thời gian ấy thì lông mày sẽ bị chuyển màu. Và ngoài ra thì như tình trạng mà Vi Hoàng nói đấy, là lông mày nó bong ra là không có sợ, đó là cái đấy là cũng một phần là do kỹ thuật tay nghề của chuyên gia làm chưa được tốt, mực chưa đủ no, cho nên là khi mà bong ra là màu mực là nó không có. Và để xử lý được cái tình trạng đấy cho Vi Hoàng ấy, thì trước tiên là với cái công nghệ máy móc, phải là công nghệ máy móc hiện đại nhất, thì với dòng máy siêu laser Picomax 2022 tại DK thì bên mình có một cái tia chuyên dụng để xử lý được tất cả các gốc mực, không riêng gì mực đỏ và mực xanh đâu. Và đấy là không biết là với cái thời gian xóa lông mày tại DK là bạn đã xóa được 3 lần đúng không? Đúng rồi. Và mỗi lần xóa là bạn cách nhau bao nhiêu hôm nhỉ? Thật ra thì lần này là lần mà mình tranh thủ về đây công tác tại Hà Nội, thì mình không có thời gian để nghỉ quá lâu, nên là cứ 2-3 ngày là mình đã lại hút mực rồi. Đó, các bạn thấy không ạ? Với cái công nghệ siêu laser Picomax tại DK, bởi vì nó không hề gây tổn thương da cho khách hàng, nên là cái thời gian nghỉ dưỡng cũng rất là ngắn. Có rất nhiều chị em lo lắng rằng là em ơi, liệu chị sửa lại lông mày như vậy thì mất của chị bao nhiêu thời gian, liệu có lích kích cái công đi lại của chị không? Nhưng mà đấy, như mọi người nghe Vi Hoàng vừa chia sẻ đấy ạ, với những cái khách hàng nào mà quỹ thời gian ít ý, thì kể cả là 2 ngày hoặc 3 ngày thôi, chúng ta có thể quay lại DK để tiếp tục cái lộ trình của mình rồi. Bởi vì công nghệ của DK với cái máy siêu laser đấy không hề gây tổn thương da, cũng không gây trái trụ lông cho khách. Đó, thế thì ngoài ra thì cho mình hỏi thăm một xíu ấy, là cái mong muốn của bạn sau khi sửa lông mày là bạn mong muốn như thế nào nhỉ? Cụ thể hơn một chút được không? Như thế nào? Tự nhiên hay là dáng lông mày nhá, bạn có yêu cầu gì không, tiêu chuẩn của bạn ấy? Thật ra thì lần này khi mà thay đổi thì mình mong là mình lên được một cái dáng nó hợp phong thủy. Thứ nhất là nó hợp phong thủy với cả gương mặt của mình. Thứ hai nữa là mình muốn rằng là khi người ta nhìn vào mình có một cái sự sắc nét. Và bản thân mình khi mà mình đẹp lên, mình sẽ tự tin hơn. Và khi mình tự tin hơn, mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Đấy là quan điểm của Vi Hoàng. Và có thêm một cái điều nữa, đấy là ngày hôm nay khi mà làm là ngày thứ 3 rồi. Ngày thứ 3, ngày thứ 4 ta. Vi Hoàng như là hút mực 3 lần mà hôm nay ngày thứ 4 là làm. Thì thực sự là khi mà chị Cún là người đi khung cho Vi Hoàng cảm thấy rất là yên tâm ấy. Cảm thấy yên tâm lắm. Và mình mất có mỗi 5 hay là 10 phút đi khung thôi là đã xong rồi và lên thất luôn. Và với ở DK cũng rất nhiều khách hàng là rất là hâm mộ chị Cún, chị Ngoan Minh Hương, bởi vì cái tốc độ làm rất là nhanh và sản phẩm ra rất là đẹp. Và cũng chia sẻ với mọi người một chút, bởi vừa nãy Vi Hoàng có nói là muốn làm cọc lông mày rất là phong thủy đấy ạ. Thì phong thủy chính là những gì như bạn vừa nói, căn bản là chúng ta làm đẹp hơn, chúng ta tự tin hơn thì mọi quyết định trong cuộc sống của chúng ta sẽ đều cảm thấy là rất là thuận lợi. Bởi vì đẹp hơn mà lúc nào mình cảm thấy là mình tự tin hơn, sẽ được nhiều người giúp đỡ, đúng không ạ? Và đấy, ngược lại, nếu như mà có chăng mà chúng ta làm cọc lông mày nó chưa được đẹp, chưa được ông ý, chúng ta cảm thấy là nó đã ảnh hưởng phong thủy, bị tự ti, đúng không ạ? Vâng, thế hôm nay là bạn làm với công nghệ Hair Shop, thì nói qua một chút với bạn cái công nghệ này nó khác với cái công nghệ điêu khắc trước đây mà bạn làm. Công nghệ điêu khắc trước đây là mình sẽ chỉ đi sợi bằng dao thôi. Đó, thì với những cái da như của bạn đấy, những cái da mà lỗ chân lông to như này ạ, thì nó sẽ không ăn mực được.
Vậy nên là với cái công nghệ hair chalk là công nghệ làm lông mày mới nhất hiện nay, không riêng gì tại DK đâu nhé mọi người nhé, mà trên toàn thế giới, công nghệ hair chalk là một công nghệ đang là dẫn đầu xu hướng về làm đẹp cho lông mày. Công nghệ này thì chuyên gia sẽ đi sợi bằng máy, nó sẽ giúp mực đưa được sâu xuống dưới bề mặt của da hơn. Đấy, thì với những cái da đặc biệt khó giống như là da của Vi Hoàng mình vừa tư vấn đấy, và kể cả những cái da hút sửa làm lại lông mày nhiều lần nhé, cũng có thể là làm đẹp cái phương pháp này. Và vậy với cái dáng lông mày hiện tại thì không biết là cảm nhận của Vi Hoàng như thế nào nhỉ? Thật ra thì Vi Hoàng khá là ưng, chưa biết là bong da sẽ thế nào nhá, nhưng mà khi lên khung và bây giờ đi mực rồi thì cảm thấy là ưng, khá là ưng dáng này, và thêm nữa là những cái nét nó cũng rất là tự nhiên. Vâng ạ. Đó, với lông mày thì khách hàng yên tâm nhé, khi mà đăng ký làm dịch vụ tại DK thì 100% lông mày sẽ được thực hiện bởi Master Hoa Mi Vương. Và đấy, chắc là các bạn cũng rất thắc mắc là tại sao môi nhà mình có nhiều chuyên gia thế mà lông mày lại chỉ có một người làm đúng không ạ? Bởi vì để mà đưa ra một cái sản phẩm lông mày đẹp ý, trước tiên là về dáng, yêu cầu là chuyên gia phải là một người có gu thẩm mỹ. Và ngoài ra là về lông mày tiêu chuẩn mà DK đề ra rất là cao, vậy nên là để đảm bảo về cái chất lượng dịch vụ nên là chỉ có duy nhất một người làm thôi ạ, là chị Hoa Minh Vương bên mình. Và hiện tại là với cái nhân dịp đại lễ ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì DK đang có chương trình giảm giá 40% dịch vụ lông mày cũng như là tất cả các dịch vụ liên quan đến xóa xăm với công nghệ laser siêu quốc công nghệ siêu laser Picomax. Vậy nên là bạn nào đang có nhu cầu làm lại lông mày mới hoặc là sửa lông mày giống như Vi Hoàng ấy thì mọi người hãy nhanh tay đặt lịch qua hotline 0912 31 0000 của bên mình, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho fanpage DK để được hỗ trợ tư vấn thêm nhé. Không biết là qua cái live stream này thì bạn có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn trong cộng đồng của mình này, cũng như là những người mà đang có nhu cầu làm lại lông mày, bạn có điều gì gửi gắm các bạn không? Thật ra thì ngày hôm nay mọi người có thể nhìn Vi Hoàng và nhìn cái cặp lông mày này, mọi người cũng có thể xem được những cái hình ảnh trước đây của Vi Hoàng khi mà không có lông mày thì như thế nào đúng không? Hãy cứ tự tin làm đẹp cho chính mình, là lúc đấy thành công sẽ đến với bạn, chỉ thế thôi. Cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ vừa rồi nhé. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường MC nói riêng cũng như con đường nghệ thuật nói chung. Và bạn nào mà muốn sửa lại lông mày giống Vi Hoàng thì nhanh tay inbox cho fanpage của bên mình để nhận được cái ưu đãi rất lớn 40% nhân dịp đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhé. Vì chương trình của bên mình sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày mùng 9 tháng 5 thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.